Người số 3 Lê Hoài Tâm. Còn mấy em nữa thì sao? Như hôm nay anh Tôn không được khỏe lắm. Bên này tôi hơi bị nhức đầu. Dạo này trời đất độc lắm đó. Anh cẩn thận. Chúng ta còn hai em nữa. Thực sự là hôm nay tôi hơi bị mệt, cho nên tôi muốn được về sớm. Vậy thì anh Tôn cứ về trước đi. Có gì chúng tôi sẽ thông báo kết quả sau. Anh về đi. Alo. Alo. Dạ, em Dân Bình đây anh John ơi. Dạ, cái chuyện hồi hôm em nhờ anh giúp tới đâu rồi ạ? Xin lỗi Dân Bình, mấy hôm nay tôi mệt quá, vậy cho nên tôi chưa kịp nghĩ ra điều gì cả. Anh ơi, anh giúp giùm em cái, thời gian sắp hết rồi ạ. Dân Bình thông cảm nha, có lẽ tôi thất hứa mất. Kìa anh. Cho tôi xin lỗi Dân Bình, hôm nay tôi mệt quá. Ngày mai chúng ta nói chuyện có được không? Thấy chưa? Tôi nói với bà chị rồi, cái thằng gà mái nó không có làm được cái gì đâu. Không sao, thua keo này ta bày keo khác. Em cũng không ngờ nó lại khó chịu đến như vậy. Nhưng mà không lẽ mình chịu thua nó sao chứ? Thua sao được. Alo, trực ban hả? Dạ. Hình như chiều nay có cuộc họp với lãnh đạo phải không? Với đội của tôi. Ủa? Đang họp rồi mà anh? Sao không thấy ai gọi cho tôi? Dạ, em cũng không biết nữa. Đi vô lại đi. Ừ. Mày, cản đường á. Gì? Nhớ nha mày. Rồi, được rồi, tao biết mà. Anh Đạt. Dạ tụi em. Cậu khỏi cần báo cáo, cứ làm theo chỉ đạo của lãnh đạo. Ờ thôi, tụi em xin phép anh. Đi. Chú Năm hả? Chú khỏe chưa? Bệnh tình của chú cũng tạm ổn, nhưng mà phải nghỉ ngơi thêm một thời gian nữa. Già rồi còn gì? Dạ. Chú nhớ giữ gìn sức khỏe. Sáng nay chú nghe nói phòng mình có họp án, mà hình như cháu không đi họp phải không? Có gì đâu chú. Lãnh đạo không triệu tập thì làm sao cháu đi họp? Vậy đâu có được. Cậu Tuấn làm như bị là ẩu đó.
tại sao lại triệu tập trinh sát của đội mà lại bỏ qua đội trưởng là sao? Để chú nói chuyện với cậu ta. Đừng chú Năm ơi. Chưa gì mà chú nói với anh Tuấn, anh lại tưởng cháu mét lại. Thì không hay lắm. Bây giờ chuyện đâu còn có đó. Lãnh đạo mà cư xử như vậy là không ổn về mặt công tác cán bộ rồi. Cháu nghĩ chắc mấy ảnh cũng có cái khó của mấy ảnh. Khó là khó như thế nào? Cháu xin chú đừng làm to chuyện. Lúc này á, chú cần được yên tĩnh, giữ gìn sức khỏe. Mọi chuyện á, để tính sau. Nhưng mà còn cháu thì sao? Cháu bình thường thôi chú à. Thôi bây giờ vậy, chú đang chữa bệnh. Mọi việc trong đơn vị chú giao cho cậu Tuấn chỉ đạo thay. Mà chuyện vừa qua, cậu Tuấn tự ý làm chứ không có thông qua chú. Cháu hãy kiên nhẫn thêm một thời gian nữa, chờ chú về rồi mình tính. Hen. Dạ, thưa chú. Dạ, em nghe chị. Alo, chị Phương Trà đây. Anh Đạt có ở chỗ chú không? Dạ, không chị. Thế tối nay đội có việc à? Dạ, tối nay tụi em theo một vụ. Thế anh Đạt có đi vụ hay không? Dạ, không chị. Anh Đạt không có ở đó. Vậy chú có biết anh ấy đi đâu không? Dạ, em nghe nói anh Đạt mệt, xin nghỉ chiều nay mà. Anh ấy mệt. Ủa, mà anh không có thông báo cho chị biết hả? À, không sao, cảm ơn chú. Dạ, em chào chị. Thank you.
anh. Trời ơi, nhậu gì mà say dữ vậy không biết. Sao hôm nay anh đi đâu cả ngày mà không nói gì cho em biết, làm em chờ cơm suốt cả buổi. Từ tối đến giờ em gọi điện suốt tìm anh mà không ai biết anh ở đâu. Điện thoại của anh thì tắt máy nữa. Sao? Bây giờ cô còn theo dõi tôi nữa hả? Không, em theo dõi anh làm gì. Mà anh có đi đâu thì nói cho em biết một tiếng để em đỡ lo. Lo? Lo cái gì? Ai cần cô lo? Anh... Tại cô. Tại cô hết. Tại sao lại là tại em? Trong trong hoài dâm. Còn vợ thì... Là cái gì? Là cái gì thì anh nói thẳng ra đi. Người mẫu của em đàng hoàng. Đây cũng là nghề của những con người lương thiện cơ mà. Lương thiện? Phải. Các cô, người mẫu cứ ẹo ẹo trên sân khấu, cô nào cũng nói lương thiện, mà giá bao mỗi cô trên cả vé. Anh say quá rồi. Chiều anh uống nhiều lắm phải không? Say. Phải. Tôi chán lắm rồi. Tôi mệt mỏi cái trung tâm của cô lắm rồi. Cô biết không? Tại sao tự dưng anh lại đem cái trung tâm người mẫu của em ra để đay nghiến em? Em không hiểu gì cả. Phải. Tôi cũng không hiểu gì hết. Tôi cũng không hiểu tại sao hết. Đã xảy ra chuyện gì rồi phải không anh? Nếu vấn đề nghiêm trọng như vậy, thì em sẽ rút lui khỏi trung tâm này. Còn những ước mơ của em thì sao? Ước mơ của người đàn bà là gì nếu không phải là hạnh phúc gia đình? Cho anh xin lỗi. Những lời nói không phải lúc nãy nói với em. Nhưng có chuyện gì anh hãy nói cho em biết đi. Chú Năm mới vừa bị nhồi máu cơ tim, phải đưa đi cấp cứu. Trời ơi, vậy sao anh không nói cho em hay để em còn vào thăm chú? Ừ. Anh cũng tính là khi nào chú khỏe lại thì hai vợ chồng mình vô thăm. Ừ. Nhưng là chuyện gì? Chú Năm là người tin và hiểu anh nhất. Nói là có ô dù thì khó nghe, nhưng chú là người hiểu biết và nâng đỡ cho anh nhiều nhất. Nhưng là chuyện gì anh hãy nói cho em biết đi. Người ta không tin anh nữa. Sao người ta lại không tin anh? Anh phụ trách một đơn vị, làm nhiệm vụ chống buôn bán phụ nữ và mại dâm. Nhưng ngược lại có một người vợ mở trung tâm người mẫu, một hoạt động phức tạp. Anh... Em là vợ, có gì đâu. Không ngờ niềm đam mê của em lại làm hại đến anh.
thôi kệ. Chắc rồi lãnh đạo sẽ hiểu anh thôi. Em sẽ xin rút lui khỏi trung tâm Âu Cơ. Em làm như vậy có ích gì chứ? Cứ để mọi chuyện được làm sáng tỏ đi đã. Nếu lãnh đạo có ý không tin tưởng anh thì để thời gian chứng minh. Nếu bây giờ em rút lui khỏi Âu Cơ thì họ sẽ nghĩ rằng mình có vấn đề gì. Không, em đã làm liên lụy đến anh. Em xin lỗi anh. Có vậy mới là vợ chồng chứ. Anh vào nghỉ đi. Anh nằm xuống đây đi. Em đi pha cho anh ly nước chanh nhé. Ừ. Nước chanh này anh ơi. Em luôn luôn mong muốn nhan sắc Việt của chúng ta được lên ngôi cùng các nước khác. Em mong muốn có sự tôn trọng sắc đẹp đúng nghĩa của người phụ nữ Việt Nam. Từ ước mơ ấy mà em chấp nhận từ bỏ nghề báo yêu quý, chuyển sang ở trung tâm này. Không ngờ đã gặp quá nhiều khó khăn làm em rất mệt mỏi. Nhưng muốn buông xuôi tất cả, nhưng không ngờ thử thách lớn nhất chính là làm liên lụy ảnh hưởng đến người chồng yêu quý của em. Em biết làm sao đây? Làm sao đây? Dạ mời anh chị ngồi. Ủa em, bé Ngân nó đâu rồi? Dạ, cho nó đóng kết áo với chị Trang đó. Bé ơi, sao nó không nước đi khách uống vậy? Cảm ơn. Đẹp quá anh ha. Ừ. Chị kêu nó ra giùm em đi. Dạ thưa anh chị, đây là những mẫu mới nhất của cửa hàng chúng em. Mời anh chị xem qua ạ. Dạ mời anh chị uống nước. Chi phí trọn gói cho một album là bao nhiêu? Dạ, còn thì thuộc dạng chị lựa chọn nội cảnh hay ngoại cảnh nữa ạ. Vậy làm cuốn album này mất bao lâu? Làm cuốn album vậy thì khoảng 2 ngày một đêm. Là ngoại cảnh luôn hả? Dạ trong đó bao gồm ngoại cảnh luôn đó chị. Dạ tấm cảnh đó là dự án mới nhất của cửa hàng em đó chị. Tấm này đẹp lắm, nhìn cũng sang lắm. Đẹp quá. Mình qua mình đó xem thử. Bên này dạ, em mời anh chị qua bên này xem thử. Chào bà chị.
Anh này. Chị ơi, lấy cái này đi. Dạ. Kiểu này đẹp đó. Cái này cũng được quá ha. Ừ. Đến lúc phải yêu ngày trái tim mình. Chuyện quá khứ này anh sẽ quên, để cho mỗi đêm vắng anh không còn vì ai kia. Phải không bao em không đáng cho anh phải buồn. Giọt nước mắt lỡ rơi thì cứ biết cho thật lâu thấm trên môi anh, để không nhìn anh quên mất con người. Dẫu sẽ phải có thêm nhiều đêm anh nhớ em, vì anh biết phút giây nào đó có thể ngày mai có thể lòng hơn. Là khi mà anh đã biết được rằng có trái tim nói thật lòng bên anh. Alo, em đây. Em thấy mình mệt mỏi quá. Bao nhiêu năm nay em cứ đi tìm, mà đi tìm những điều hư ảo. Em muốn tìm một hạnh phúc cho riêng mình, nhưng đến bây giờ em vẫn chưa có. Em ngủ đi. Anh Đức à, bây giờ anh qua nhà em một chút có được không? Ngay bây giờ
Đã 2 giờ rồi em à. Ờ mà thôi, để anh qua bên đó. Nói vậy thôi, mai gặp nhau cũng được anh à. Em... Thôi, mai gặp nhau. Vậy còn giận em nữa không? Em xin lỗi nha. Chứ bây giờ anh giận em thì làm sao mà tha lỗi cho em được. Trong cuộc đời của anh chỉ có 2 người mà anh yêu thương nhất, đó là em và con trai của anh. Thôi, em ngủ đi. Dạ. Cháu ơi. Dạ. Hoa đẹp quá, bao nhiêu tiền vậy? Cháu mua ngoài chợ bác, có 50.000. Vậy hả? Đẹp quá. Hoa tươi. Thức ăn. Cả chị Trực. Chúc cháu hạnh phúc. Dạ. Cảm ơn mẹ bác. Ý của anh là em phải tạo hình đơn giản cho bài hát này hả? Dạ, em biết rồi. Em... Ồ. À, thì ra cũng là cô à. Ủa, bộ anh có nói với cổ về chuyện của tụi mình rồi hả? Là trong đề cố xưa bao đắng cay cuộc đời, bàn tay nhỏ bé em ôm nỗi đau lặng lẽ. Xin hãy xin đi xa xôi chân theo ấn mình chờ cho dấu giờ nào mà nhau không mang. Thì em vẫn tin bình minh sẽ bước sang tương lai những bước chân em. Và dù tan đi bao đau thương rồi che phai nhẹ, một niềm tin tương lai tươi vui và những yêu thương luôn luôn lặng lẽ. Rồi tôi sẽ có những lúc trong cánh tay xa, về một nơi không gian bao la chẳng có xóa xa. Từ niềm say khi hoa trong em đang ngã bao nhiêu hương thơm dịu đi. Thời gian vẫn cứ đôi quang trước vẫn mãi cho em. Đừng hoài nghi em ơi, hãy cứ bước bước chân đi.
Hãy bình yên trong em ngâm nga, không có sẽ không lo. Nắng xa rồi. Ủa, Khê, có chuyện gì mà em đến trung tâm ngày nghỉ thế này? Sao vậy em? Ngồi xuống đây chị xem nào. Có chuyện gì? Có chuyện gì nói chị nghe nào. Có phải John không? Trời, em khổ quá. Vậy chuyện của John hả? Cũng là anh ta. Tại sao lại là anh ta? Chị nói gì vậy? Tại sao chị nói lại là chuyện của anh ta? Em không hiểu. Lúc nãy John vừa gọi điện thoại cho chị. Anh nói gì hả chị? Anh ta muốn xin nghỉ ở trung tâm Âu Cơ. Hồi nãy em tới nhà ảnh, em thấy ảnh đang ôm một cô gái khác. Thật sao? Hình như cô ta là người mẫu. Rồi anh ấy xin lỗi em. Như vậy có nghĩa là anh ta từ chối tình cảm của em à? Rồi chắc cũng có lẽ là vậy, nên sau đó anh ta mới gọi cho chị đó. Chuyện tình cảm của em và anh ta thì có liên quan gì đến trung tâm này của mình mà anh ta lại xin nghỉ chứ? Chị ơi, bây giờ em rối trí lắm. Và em cũng không hiểu anh Joe là người như thế nào nữa. Em có yêu John nhiều không? Yêu thì cũng chưa hẳn, nhưng mà em có thích ảnh và em khâm phục tính cách con người của ảnh. Nhưng mà bây giờ em cũng không biết nữa. Em thật sự bối rối lắm chị ơi. Tội nghiệp em gái của tôi, mới lần đầu nếm trải tình yêu mà đã gặp ngay phải trái đắng. Chào mọi người. Ủa, Khê em, có chuyện gì vậy chị? Xem ra ba chị em mình đều đang buồn về chuyện tình cảm thì phải. Hôm qua chị với anh Đạt cũng cãi nhau. Hả? Tại sao vậy hả chị? Chị không ngờ công việc của mình lại làm ảnh hưởng đến chồng mình. Đừng buồn mà chị. Cơ quan của anh ấy nghi ngờ anh Đạt. Họ cho rằng chồng thì chống tệ nạn, mà vợ lại mở trung tâm người mẫu là có vấn đề. Trời, sao mà phi lý như vậy? Hai chuyện rõ ràng khác nhau mà. Anh ấy buồn lắm, cho nên hôm qua đã đi nhậu đến khuya mới về. Vợ chồng chị lấy nhau mấy năm nay, nhưng mà lần đầu tiên chị thấy anh ấy như vậy. Chắc là anh ấy sốc dữ lắm. Bây giờ chị tính sao?
Thụy Khê thì đang trục trặc chuyện của John. Thế còn em? Thì có chuyện gì mà ngày nghỉ lại đến trung tâm vậy? Em và anh Khải Minh tính chia tay. Hả? Ừ. Sao vậy? Thì hai người không hợp thì chia tay chứ có sao đâu chị. Em không muốn nói thì chị cũng không ép em làm gì. Nhưng mà chắc chắn là cũng không có chuyện đơn giản như vậy đâu. Chị nhớ không nhầm thì hai em đã tính đến chuyện cưới xin rồi cơ mà. Ừ, thì là vậy. Nhưng mà anh Khải Minh đã có người đàn bà khác rồi. Trời đất, sao mà anh Minh hư quá giờ? Chị không nghĩ vậy đâu. Anh Khải Minh là người đứng đắn, chắc là không dễ thay lòng đổi dạ như vậy đâu. À, sao chị binh anh ta quá vậy? Chị không phải là người trong cuộc thì chị chẳng hiểu chuyện gì đâu. Đúng rồi đó, đàn ông ai cũng vậy hết chị. Mà thôi, mình đừng nói chuyện buồn nữa. Em mời mấy chị đi ăn trưa nha. Em có biết một nhà hàng tàu mới mở, họ làm đồ ăn ngon lắm mà cũng rẻ nữa. Còn em thì sao? Ừ, thì mọi người sao em cũng vậy. Ừ, vậy thôi, đi cho vui đi chị. Chứ tụi mình ngồi đây ủ rũ mãi cũng chẳng giải quyết được gì đâu. Em xin lỗi chị, hồi nãy em hơi nóng tính, em có lỡ lời, chị đừng giận em nha. Là chị em phụ nữ với nhau cả mà, không sao đâu. Thôi, ba chị em mình đi đi. Ừ, đi chị. Đi. Cuộc họp đến đây kết thúc. Dạ. Các đồng chí có thể đi về phòng mình làm việc. Dạ. 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 Đạt, sao cậu còn chưa về nữa? Thưa đồng chí phó phòng phụ trách, tôi muốn được nói chuyện riêng với đồng chí. Thôi được rồi, cậu cứ ở đây. Sao, có chuyện gì? Tôi đoán không lầm là đồng chí đang thắc mắc về việc tại sao không được tham gia chỉ đạo vào tổ xác minh thuộc đội của đồng chí gần đây. Thưa đồng chí phó phòng, tôi luôn hiểu nguyên tắc của ngành và nguyên tắc của công việc. Một khi lãnh đạo đã không giao công việc cho mình, tức là lãnh đạo có lý do và không được phép hỏi. Đúng vậy. Tuy nhiên, trong sự việc vừa rồi, tôi đã nhận thấy mình bị đặt vào trong một tình thế không hay ho gì. Nói trắng ra là tôi bị nghi ngờ. Không, đồng chí là một cán bộ phụ trách đội, cốt cán của đơn vị, và đang đề nghị được bổ nhiệm. Không thể nào nói những chuyện nghi ngờ ở đây được. Thời gian gần đây, dư luận có phần âm ỉ về chuyện vợ tôi mở trung tâm người mẫu. Tuy chưa hẳn nằm trong điều cấm của ngành, của người đảng viên, nhưng quả không hay. Tuy nhiên, việc tôi đột ngột bị gạt ra khỏi chuyên án sắp được hình thành càng làm cho dư luận thêm xôn xao. Quả thật, việc tôi không triệu tập đồng chí tham gia vào tổ xác minh để chuẩn bị cho chuyên án sắp tới cũng là nằm trong ý này. Tuy nhiên, tuy không có báo cáo gì liên quan đến chuyện của vợ đồng chí, tuy nhiên, hiện nay đã xuất hiện rất nhiều đường dây mua bán dâm trá hình có liên quan đến người mẫu. Thực ra thì tôi cũng đã bị sức ép rất nhiều về mọi mặt dư luận, kể cả những lời nhắc nhở của cấp trên, đồng chí ạ. À, chắc là anh Tư chưa bao giờ kể cho đồng chí nghe về việc anh ấy đã bị cấp trên mời lên để làm rõ về việc vợ chồng của đồng chí mở trung tâm người mẫu đã bị đơn tố cáo chứ. Thật ra, anh Tư đã phải đem uy tín của riêng mình để bảo đảm cho vợ đồng chí.
Nói chung là vợ chồng của đồng chí. Rất tiếc, tôi không đủ uy tín để làm việc này.